Đường Tăng, dám đến đây thu tiền bảo kê à? Đường Tăng, mày có biết bố mày là ai không? Ấy da, thế mày có biết bố mày là ai không? Đường huynh dừng tay. Tiểu thư đừng qua bên đấy, rất là nguy hiểm. Tên Đường Tăng này là máy chém của nước Đại Đường đấy. Lão già chịu chết đi. Đường huynh không được hại cha muội. Đừng mà. Người đẹp, muội mau tránh ra đi. Vậy huynh hứa không giết cha muội đi. Được rồi, người đẹp, đứng dậy đi, không khóc nữa. Ta không giết cha muội là được chứ gì. Đường Tăng chịu chết đi. Đường huynh cẩn thận. Ôi dồi ôi, người đẹp của ta, muội không sống nổi nữa rồi. Ta sẽ cho hai người đoàn tụ. Vậy thì để xem có vượt qua được kẹo đồng của ta không.